Zelensky thất vọng, NATO như con rùa rụt đầu khiến Ukraine nổi đóa vì hứa hảo. Chào các bạn, mối quan hệ của Ukraine với Đức đang ngày càng xấu đi khi Kiev tỏ ra thất vọng và chất vấn Berlin về việc vì sao họ không cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine như những gì đã hứa trước đó. Hai bên lời qua tiếng lại gay gắt khiến cho tình hình châu Âu vốn đã căng thẳng lại càng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Vậy thì cụ thể, diễn biến của câu chuyện này là như thế nào? NATO và EU đã làm gì khiến cho Tổng thống Zelensky nổi đóa đến như vậy? Động thái của Nga trước sự việc này là gì đây? Hãy cùng tìm hiểu và phân tích với TB Trends trong video ngay sau đây các bạn nha! Căng thẳng về việc Đức không cung cấp xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Marder đã hứa hẹn trước đó cho Ukraine đã bùng phát trong tuần này. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba mới đây công khai đặt câu hỏi tại sao Berlin lại từ chối cam kết gửi những vũ khí này cho Ukraine. Đức đã phát ra những tín hiệu đáng thất vọng trong khi Ukraine cần các xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Marder ngay bây giờ. Ông Kuleba viết trên Twitter và nhấn mạnh thêm rằng không có một lập luận thỏa đáng nào cho việc Đức khước từ gửi những vũ khí này cho Ukraine vì tất cả chỉ là những nỗi sợ hãi trừu tượng và những lời bào chữa. Berlin sợ cái gì? Ông Kuleba chất vấn. Ngoài ông Kuleba, ông Yuri Yitsak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng thắc mắc rằng Kiev không hiểu vì sao Berlin lại không gửi cho họ những loại vũ khí có tính quyết định trên chiến trường. Rất khó để đọc được suy nghĩ của họ, nhưng những lời hứa của Đức trong 7 tháng qua không khớp với hành động của họ. Và điều này thật đáng thất vọng, vì đã có thời điểm họ cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine những chiếc xe tăng đó, khiến chúng tôi tràn đầy hy vọng và mong đợi. Được biết, loại xe tăng được nhắc đến chính là Marder, xe chiến đấu bộ binh của Đức được thiết kế để sử dụng cùng với xe tăng chiến đấu Leopard trên chiến trường. Các phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Ukraine gần đây mở đợt phản công ở tỉnh Đông Bắc Kharkov và tái kiểm soát nhiều khu vực lãnh thổ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn đang tiếp tục kêu gọi các đồng minh quốc tế của Ukraine tiếp tục gửi vũ khí cho nước này và nhấn mạnh rằng đây là lúc nước này cần chúng nhất để duy trì động lực chiến tranh. Ông Zelensky nhấn mạnh, những khí tài như xe tăng Leopard của Đức và xe chiến đấu bộ binh Marder có thể thay đổi cán cân cuộc chiến một cách rõ ràng. Tuy nhiên, Đức dường như không sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của phía Ukraine, động thái khiến giới chức quốc gia Đông Âu thất vọng sâu sắc. Theo thông tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Đức, họ phải phối hợp hành động với các đồng minh. Hiện chưa có quốc gia nào chuyển xe tăng chủ lực và xe chiến đấu bộ binh do phương Tây chế tạo cho Ukraine, cho nên Đức cũng sẽ không đơn phương hành động. Đây không phải là lần đầu tiên Berlin thất hứa với Kiev. Vào tháng 4, Đức đã hứa sẽ cung cấp cho xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Marder cho Ukraine. Tuy nhiên, thay vì gửi những khí tài này trực tiếp cho Ukraine, thì Berlin lại đề xuất một kế hoạch hoán đổi. Theo đó, các thành viên NATO, chẳng hạn như Ba Lan hoặc Slovakia, có thể gửi cho Ukraine những chiếc xe tăng cũ hơn từ thời Liên Xô như Leopard 1. Rồi sau đó, Đức bù đắp cho những nước này các phiên bản hiện đại hơn mà nước này đang sở hữu, chẳng hạn như Leopard 2. Đức biện minh cho đề xuất này bằng cách nói rằng các lực lượng của Ukraine đã quen sử dụng khí tài cũ hơn từ thời Liên Xô và rằng Kiev chỉ nên được cung cấp các loại vũ khí mà họ biết cách sử dụng. Vấn đề của kế hoạch này là việc trao đổi vũ khí như vậy phần lớn đã không thành hiện thực. Đó chính là lý do Đức hiện đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ các nhà phê bình cả trong và ngoài nước, đặc biệt là từ Ukraine. Ngoài những lý do trên, nguyên nhân thực sự có thể là do Đức cũng đang khá thận trọng với chiến dịch phản công của Kiev. Tướng Eberhard Zorn, tư lệnh quân đội Đức, nói trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 15 tháng 9 rằng Ukraine đang tiến hành đợt phản công giành lại nhiều khu vực đơn lẻ ở tiền tuyến, nhưng không thể đẩy lùi lực lượng Nga trên mặt trận rộng khắp. Tướng Zorn cũng cảnh báo quân đội Ukraine có thể bị phân tán quá mức nếu tổ chức cùng lúc nhiều mũi phản công, nhấn mạnh rằng họ phải huy động quân số đông gấp 3 lần lực lượng Nga để duy trì chiến dịch. Không chỉ có Đức, mà ngay cả Mỹ, gương mặt tiêu biểu và năng nổ nhất trong việc chống lưng và viện trợ cho Ukraine, thì đến nay cũng đang bắt đầu có những biểu hiện khiến cho chính quyền Tổng thống Zelensky thất vọng. Trong cuộc họp vào ngày 15 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Zelensky cho biết các hệ thống phòng không là ưu tiên hàng đầu với Ukraine. Tuy nhiên, cả Mỹ và Đức chưa chuyển giao những tổ hợp đã hứa. Ông Zelensky nói rằng Ukraine chưa nhận được phản hồi tích cực từ Israel về khả năng cung cấp các tổ hợp phòng không, trong khi những hệ thống được Mỹ và Đức hứa hẹn chuyển giao cũng chưa đến được tay quân đội Ukraine.
phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 13 tháng 9 nhận định Nga gặp nhiều thách thức tại Ukraine, song quân đội nước này vẫn rất lớn và hùng hậu. Nga vẫn sở hữu lực lượng quân đội có khả năng gây ra thiệt hại lớn. Chúng ta có thể thấy điều này mang tới ảnh hưởng gì ở Ukraine. Quân đội Nga rất lớn và hùng hậu. Tổng thống Vladimir Putin vẫn còn rất nhiều năng lực quân sự dự trữ, không chỉ ở Ukraine mà có thể ở những nơi khác. Mỹ là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2. Tổng cộng, Washington cam kết viện trợ cả quân sự và kinh tế 54 tỷ đô la Mỹ cho Kiev, trong đó riêng 12 tỷ đô la Mỹ dành cho quân sự. Chuyên gia quân sự Jacqueline Snyder của Đại học Stanford đã cảnh báo, Mỹ đang cạn kiệt kho dự trữ vũ khí như tên lửa chống hạm Javelin, tên lửa phòng không Stinger. Nhiều khả năng, Washington không thể duy trì tốc độ viện trợ tên lửa cho Ukraine như hiện tại nếu không có những cải cách đáng kể về chính sách mua sắm và sản xuất quốc phòng. Cùng lúc đó, kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với không ít thách thức do tác động của xung đột Nga-Ukraine. GDP quý 2 của Mỹ giảm 0,9%, đánh dấu quý giảm thứ hai liên tiếp hay có thể coi là đã rơi vào suy thoái kỹ thuật. Kinh tế Mỹ đang đối mặt với giai đoạn giảm phát với tốc độ tăng trưởng thấp khi lạm phát cao. Không chỉ có Đức và Mỹ, nhiều chuyên gia cho rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ kết thúc bằng việc nhiều nước phương Tây cạn kiệt tài nguyên. Và đến cuối cùng, các nước này phải dốc sức để giải quyết những vấn đề nội bộ của mình thay vì vấn đề xung đột ở Ukraine. Và đối nghịch với sự nóng ruột và bức xúc của chính quyền Kiev, Moscow lại đang khá bình tĩnh. Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị tổ chức hợp tác Thượng Hải tại Uzbekistan ngày 16 tháng 9, Tổng thống Putin cho biết quân đội Nga đang tiến quân chậm và khẳng định nước này không vội vã trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Chúng tôi không vội vã, nhìn chung, về cơ bản không có thay đổi nào. Bộ Tổng tham mưu coi một số việc là quan trọng và một số là thứ yếu. Theo đó, nhiệm vụ chính của quân đội Nga trong chiến dịch tại Ukraine là giải phóng toàn bộ lãnh thổ thuộc vùng Donbass, bao gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk ở miền đông Ukraine. Ông Putin khẳng định, chiến dịch quân sự của lực lượng Nga và phe ly khai tại Donbass tiếp tục diễn ra bất chấp nỗ lực phản công của Ukraine. Nga đang tiến quân chậm, song có tính hệ thống và từng bước kiểm soát nhiều phần lãnh thổ hơn. Ông Putin cũng chia sẻ rằng Nga không tham chiến với toàn bộ quân đội mà chỉ điều một phần tới chiến trường. Tổng thống Putin cũng cáo buộc chính quyền Kiev từ bỏ mọi thỏa thuận, ném chúng vào ngăn kéo và tuyên bố rằng họ sẽ không tìm kiếm bất cứ thỏa thuận nào với Nga. Thay vào đó là chiến thắng trên chiến trường. Họ đang cố gắng làm điều này bằng cách mở đợt phản công. Hãy xem điều đó kết thúc ra sao. Ông Putin cũng lưu ý một số đợt tập kích gần đây của Nga nhằm vào Ukraine là lời cảnh báo và tuyên bố Nga sẽ mạnh tay hơn nếu Ukraine tiếp tục gây thiệt hại cho hạ tầng dân sự của nước này. Đồng thời, Nga cũng gửi lời cảnh báo tới Washington, khẳng định sẽ đáp trả nếu Mỹ chuyển tên lửa tầm xa cho hệ thống HIMARS của Ukraine, gọi đây là động thái vượt lằn ranh đỏ của Moscow. Nếu Mỹ quyết định cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, họ sẽ vượt qua lằn ranh đỏ và trở thành bên tham gia trực tiếp vào xung đột. Nga vẫn bảo lưu quyền phòng vệ lãnh thổ của mình. Chúng tôi sẽ phải đáp trả tương xứng nếu kịch bản này xảy ra. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong cuộc họp báo tại Moscow hôm 17 tháng 9. Tính toán quân sự của ông Putin rất đơn giản. Đó là tiếp tục kiểm soát thêm lãnh thổ và phá hủy cơ sở hạ tầng, đè bẹp sức kháng cự của Ukraine. Với chiến thuật này, Tổng thống Nga đơn giản là chỉ đang chờ phương Tây nản lòng. Trước đây, trong các cuộc chiến ở Chechnya, Georgia và nỗ lực sáp nhập bán đảo Crimea, ông Putin từng dự đoán chính xác rằng phương Tây khó chấp nhận một cuộc đối đầu kéo dài và sẽ phải giảm leo thang. Hiện, rất khó để ông Putin đồng ý thỏa thuận hòa bình với Ukraine và không kèm điều kiện nới lỏng trừng phạt. Thế nhưng, đây là vấn đề ông Zelensky không thể tự đàm phán được. Trừ phi kết thúc xung đột được định đoạt trên chiến trường, kịch bản này là rất khó xảy ra và phương Tây đến một lúc nào đó sẽ phải tham gia vào đàm phán Nga-Ukraine. Song, câu hỏi đặt ra là liệu các đồng minh phương Tây có thực sự đồng lòng đàm phán về kết cục của xung đột hay không? Câu trả lời có thể là không, bởi NATO không thực sự là khối thống nhất, nhất là khi bài toán lợi ích và nỗi mệt mỏi mang tên Ukraine đang ngày càng lan rộng. Chúng ta sẵn sàng chịu đựng những điều gì và trong bao lâu để đứng về phía Ukraine?
Làm thế nào duy trì thống nhất chính trị không chỉ giữa các đồng minh phương Tây mà còn ở trong nước? Khi nào tính toán địa chính trị và các động thái bầu cử sẽ bắt đầu xung đột? Chúng ta sẵn sàng rút cạn kho vũ khí tới mức nào? Đây là hàng loạt câu hỏi khó mà phương Tây đang phải đối mặt. Và đã đến lúc phương Tây phải giải quyết những câu hỏi khó này rồi. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với TB Trends. Hãy cùng chia sẻ ý kiến của bạn cũng như tiếp tục theo dõi những video tiếp theo để cùng cập nhật những thông tin thú vị nhất các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của TB Trends, nâng tầm kiến thức.